Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển tiểu thủ công nghiệp thúc đẩy các ngành nghề nông thôn đang là hướng đi giúp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhiều ngành nghề truyền thống của tỉnh được duy trì, phát triển, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng bằng cách cung cấp các thông tin về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, các mặt bằng quỹ đất công nghiệp, nguồn lao động và các ngành nghề phù hợp. Đồng thời lựa chọn phát triển những sản phẩm công nghiệp nông thôn mang tính truyền thống, khôi phục phát triển các ngành nghề, nghề truyền thống, làng nghề. Năm 2010, doanh nghiệp này bắt đầu tham gia vào đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn do chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương hỗ trợ để phát triển nghề mây che đan tại địa phương. Cùng với đó, để nâng cao tay nghề cho người lao động, doanh nghiệp đã chủ động đưa các tổ trưởng sản xuất của công ty đi học, sau đó truyền đạt cho người dân. Hiện cơ sở này đã tạo việc làm cho hơn 500 lao động trong và ngoài huyện. Cái nghề này thực ra là nó sẽ bao trùm một lao động rất là nhiều. Cho nên tôi về tôi tính những đoạn là có thể là mình sẽ nhân kế dần ra được. Đấy thì tôi bắt đầu đầu vào đầu ra là tôi phải đi tìm đầu vào đầu ra để từ nguyên liệu cho đến đầu ra là sản phẩm. Khi đã có được đầu vào đầu ra rồi thì là tôi bắt đầu về tập trung lại cái lực lượng lao động đã được huyện đào tạo, thì trong đó là có được hỗ trợ của Sở Công Thương. Đấy, thực ra là rồi là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, rồi huyện Thiệu Hóa, rồi đến xã Thiệu Long. Nói chung là các cấp họ hỗ trợ từ con người cho đến lúc đầu là các lớp học là hỗ trợ về kinh phí nữa. Cho nên lúc đầu nó cũng vất vả, vào nghề thực tế là mới đầu là rất vất vả. Nhưng mà khi mà đã vào được nghề rồi, duy trì nghề cũng là một điều khó khăn nữa. Được bà chủ đào tạo từ năm 2005 cho đến bây giờ thì là tạo công ăn việc làm cho bà con trong lúc nông nhàn rỗi rảnh rỗi thì cũng tăng thêm thu nhập trong gia đình để ổn định cuộc sống. Là đầu ra của hàng ngàn ngư dân bám biển, diêm dân làm muối với sản phẩm là các loại nước mắm, mắm truyền thống và thực phẩm từ hải sản, doanh nghiệp này luôn coi trọng giữ gìn bản sắc văn hóa và tài nguyên bản địa với quyết tâm bảo tồn, duy trì và phát triển nghề làm mắm truyền thống tại Khúc Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, gia tăng chuỗi giá trị từ thủy hải sản và du lịch. Mỗi năm doanh nghiệp đưa ra thị trường hàng ngàn tấn sản phẩm các loại mang đậm làng nghề truyền thống, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và địa phương đã giúp doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị sản xuất, tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Được sự hỗ trợ của cơ quan công thương tỉnh Thanh Hóa đã giúp cho chúng tôi ngay từ những đầu khởi nghiệp sinh ra và lớn lên từ làng nghề truyền thống. Từ một cơ sở nhỏ bé với sự hỗ trợ về trang thiết bị máy móc đã giúp chúng tôi có được một cái tài sản ban đầu để chuẩn hóa được chất lượng. Những sự giúp đỡ đó đã giúp cho chúng tôi rất rất nhiều trong quá trình gìn giữ và phát triển nghề mắm truyền thống để đưa ra một sản phẩm có sức cạnh tranh, tạo sự khác biệt và phục vụ tốt cho nhu cầu người tiêu dùng. Thì chúng tôi đã phải đầu tư rất nhiều, đầu tư về chuyên gia đồng hành về kiến thức an toàn thực phẩm và thủy sản, đầu tư về con người, đầu tư về cơ sở vật chất để đáp ứng được những yêu cầu khó tính của những thị trường xuất khẩu khó tính bậc nhất. Để duy trì và phát triển ngành nghề nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2020-2026 để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, khuyến khích các địa phương mở rộng quy mô phát triển ngành nghề tại khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện cái chương trình khuyến công quốc gia thì đối với Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa thì chúng tôi cũng xây dựng các cái đề án nhằm để nâng cao các hiệu quả hơn trong cái công tác khuyến công trong thời gian tới. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng đã phối hợp cũng như là liên kết phối hợp với các cái đơn vị, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh. Thứ nhất là về cái hỗ trợ các cái máy móc thiết bị để làm sao cho các đơn vị có thể đầu tư và sản xuất một cách ổn định để cung cấp các cái sản phẩm tốt cho các thị trường. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, bên cạnh những kết quả tích cực, việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn vẫn còn những tồn tại hạn chế như
sản phẩm của các làng nghề làm ra còn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, thiếu tính ổn định, lao động phần lớn chưa qua đào tạo tay nghề, số thợ tay nghề cao chiếm tỷ lệ rất thấp. Vì vậy, để tạo động lực phát triển ngành nghề nông thôn, Thanh Hóa cần tiếp tục hỗ trợ phát triển các làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, ngày càng tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.